Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tử vi trong tháng 12 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 cho thấy đừng coi thường con giáp này. Chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà, mua xe, tiền tiêu vô kể, bất kể là cuộc sống của người khác ra sao. Nhưng mà riêng con giáp này thì không bao lâu nữa sẽ giàu nứt tường đổ vách, sống trong sự giàu sang phú quý. Mệnh chủ tuổi Tân Hợi càng bị người đời chà đạp khinh thường thì lại càng có nhiều thành tựu lớn lao trong tháng tới đây. Có thể nói rằng trong công việc hậu vận vô cùng giàu có về cuối năm khiến cho nhiều người phải ghen hờn đỏ mắt, bất kể cuộc sống của người khác ra sao. Nhưng mà riêng tuổi Tân Hợi chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi, nếu không giàu nứt tường đổ vách thì cũng sống trong sự giàu sang phú quý, không cần phải lo lắng hay là thiếu thốn bất kỳ thứ gì, cuộc sống viên mãn đủ đầy trong tháng 12. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi vận trình của người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 12 âm lịch ngay sau đây. Sau đây là tổng quan tử vi của gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, mệnh Thoa Xuyến Kim, là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc, suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Tân Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo và luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác, là mẫu người ngay thẳng, chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Tử vi tháng 12 năm 2021 thấy rằng tuổi Tân Hợi có nhiều xui xẻo ở mọi khía cạnh. Những sao xấu trong tháng sẽ gây ra tổn thất tài chính nhất định và sức khỏe cho bạn. Trong sự nghiệp, với những người tự làm chủ, bạn sẽ phải chịu những áp lực rất lớn và có thể gặp phải cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Tháng này là chuỗi ngày dài dằng dặc với những thăng trầm trong chuyện tình cảm, tinh thần sa sút, bản mệnh khó lòng có được những điều mình mong muốn. Tình hình sức khỏe của bản mệnh không được như ý muốn bởi công việc bận rộn, nhiều áp lực nên con giáp này thường bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Nếu không chú ý có thể dễ mắc các bệnh như đau lưng, đau vai gáy do ngồi quá nhiều và ít vận động. Vì thế, người tuổi Tân Hợi cần phải có thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên lao động quá sức, ăn uống khoa học và có kế hoạch rèn luyện sức khỏe. Bản mệnh cũng không nên đi đâu xa một mình và cần phải chú ý an toàn giao thông. Tân âm kim gặp tân âm kim nên gọi là tỷ kiên, có nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Tân Hợi cần phải đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc người thân xung quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cũng cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến cho đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này, người tuổi Tân Hợi rất bận rộn, đến mức bạn hầu như không có cơ hội suy nghĩ về tương lai hay những chuyện ngoài lề khác. Các dự án lớn, phức tạp sẽ lần lượt chờ bạn giải quyết. Bạn là người cuồng công việc nên thời điểm này sẽ là cơ hội để bạn chứng minh thực lực của mình. Nhưng tốt hơn hết, bạn vẫn nên có một kế hoạch cụ thể, nếu không sẽ gặp những bối rối và bất lực. Người làm công ăn lương sẽ rất mệt mỏi vì khối lượng công việc vào dịp cuối năm rất nhiều, bạn phải tăng ca làm việc liên tục, nhưng bạn làm cũng sẽ nhận được mức lương xứng đáng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tay tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Người tuổi Tân Hợi trong tháng 12 âm lịch này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ. Bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn, mong muốn nâng cao thu nhập cho mình.
Bạn biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Tân Hợi lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình. Bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếc việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù có cố gắng hết mức, làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Tháng này, tài lộc chưa thực sự như ý, nhưng bạn lại phải chi tiêu một số tiền lớn, chi nhiều hơn thu dẫn đến tình trạng hao tài, cần phải có nhật ký và kế hoạch chi tiêu cụ thể. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 12 âm lịch, sức khỏe người tuổi Tân Hợi khá ổn định. Gia chủ có chút phiền muộn do công việc quá bận rộn và những mâu thuẫn trong gia đình. Những gia chủ tuổi Tân Hợi không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp cho bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng lao động vất vả. Gia chủ Tân Hợi sinh năm 1971, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng của vật phẩm theo tuổi của gia chủ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bạn không được tốt, bị ảnh hưởng bởi công việc nên bạn trở nên vô cùng nóng nảy, mất bình tĩnh, chuyện áp lực công việc của mình cho những người thân. Vì thế, các mâu thuẫn xảy ra liên tục khiến cho hòa khí trong gia đình bất ổn. Bạn tốt nhất nên đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác, của người bạn đời để hiểu nhau hơn. Các mối quan hệ xã hội ngày càng tốt hơn, bạn giỏi giao tiếp, việc mở rộng mối quan hệ là cơ hội tốt để bạn phát triển công việc, sẽ gặp được những quý nhân giúp đỡ bạn ít nhiều, hãy ghi nhớ và đền đáp họ xứng đáng. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Tân Hợi trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 12 năm 2021, tức ngày 4 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 12 năm 2021, tức ngày 16 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 12 năm 2021, tức ngày 28 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt lành đối với người tuổi Tân Hợi trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 12 năm 2021, tức ngày 13 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 12 năm 2021, tức ngày 25 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 2 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành, tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, các gia chủ tuổi Tân Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Tân Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 12 âm lịch, và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ để cho cuộc sống của mình có thể thay đời, đổi vận, trở nên tốt đẹp hơn. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại!